Một cái. đấy thì lúc này nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái một cái sheet mới tức là một cái bảng tính mới và trong đấy nó sẽ lấy ra cho chúng ta 15 cái bệnh nhân ngẫu. Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để bạn có thể chọn mẫu ngẫu nhiên đơn ở trên Excel. Đây là cách cách làm vô cùng dễ dàng. Trước khi vào bài học, hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé. Nhớ like và nhớ share cái video này để cho nhiều người có thể biết được cái kỹ năng này. Thế thì để làm được cái việc này thì bạn sẽ cần phải kích hoạt một cái add-in ở trên Excel và cái add-in đấy nó có tên là đây nó có tên là. Đây các bạn kích vào cái menu Data này nhá. Nó có tên là Data analysis đấy. Thế thì nếu mà bạn mà chưa kích hoạt được cái này, tôi cho to lên để các bạn dễ nhìn nhá. Đấy, các bạn phải kích hoạt cái này. Và cái này nó nằm ở trong cái menu là menu có tên là Data. Đấy, menu là Data. Hiện nay thì tôi đang sử dụng là cái uh, Excel 365 nhá. Nó nằm ở trong cái bộ cài đặt của của Office 365 ấy. Đấy. Thế nếu mà bạn nào mà cài đúng giống như tôi thì các bạn sẽ làm được y hệt như tôi còn nếu mà bạn nào mà dùng các cái phiên bản nó cũ hơn ấy, thì các bạn sẽ uh, cũng có thể làm được đấy, nhưng mà các bạn phải phải theo dõi để mà các bạn vận dụng cho nó tương ứng để mà kích hoạt được nhé nếu mà bạn chưa thấy này nếu mà bạn vào data này mà bạn không nhìn thấy cái data analysis giống như của tôi ấy, thì bạn sẽ phải làm như sau nhá bạn sẽ vào file này vào cái menu file ở phía trên này này menu file đây nhá đấy các bạn kích nó vào kích nó vào kích vào đây và sau đó bạn xuống phía dưới nó có một cái cái có chỗ nó có tên là option nhé option này đây, option nhé Đấy. bạn kích vào đây một cái kích vào chữ option một cái thì nó hiện ra một cái bảng như thế này Đấy. và sau đó thì các bạn sẽ tìm đến một cái chỗ nó có tên là add in này add in này Đấy. các bạn kích nó vào đây kích vào cái chữ add in này một cái thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này và các bạn sẽ tìm thấy ở trong này nó có một cái nó có tên là Analysis Tool Pack đấy nó chính là cái này nhá đấy. đấy thì sau đó các bạn tích nó vào đây kích nó vào đây đấy kích trái chuột nó vào đây cho nó hiện lên màu xanh sau đó các bạn xuống phía dưới nó có cái chữ là go này go này đấy. các bạn kích vào go nhá kích vào go đấy thì nó hiện ra được cái cái bảng như thế này nó hiện ra cái bảng này và bây giờ bạn chỉ cần tích vào analysis sau đó ok thế là xong đấy kích vào đây sau đó thì ok đấy như vậy là lúc này bạn kích vào data, đấy, kích vào data thì chúng ta đã có cái chữ là data analysis nó hiện lên đây rồi. Đấy. Và bây giờ bạn có thể làm theo tôi nhé, làm theo tôi. Đấy, giả sử như là chúng ta có một cái danh sách cái các bệnh nhân, giả sử như chúng ta có một danh sách của 100 bệnh nhân chẳng hạn, ví dụ như vậy, chúng ta có số 1 này, chúng ta đánh số 2 này, đúng không? Và sau đó thì mình bôi số 1, số 2, sau đó chúng ta kéo đến 100 thôi. Thế giả sử như chúng ta có một danh sách 100 bệnh nhân, Đấy. Ở đây thì là tôi đang làm mô phỏng nhé Nhưng mà bạn mà làm thì các bạn sẽ làm tương tự đấy, Các bạn sẽ kéo từ 1 cho đến 100 hoặc là 200 hoặc là 250 tùy thôi Đấy. Và sau đó các bạn tính cỡ mẫu và giả sử như bạn cần phải lựa chọn là 35 trường hợp Hay là hay là 20 trường hợp hoặc là 10 trường hợp ngẫu nhiên ở trong số danh sách 100 cái người này Đấy, thì đấy là cái bài toán của chúng ta Thế để làm được cái việc đấy Thì các bạn sẽ kích vào cái phần mà Chúng ta vào cái menu là data nhé Menu là data Đấy, menu data. Sau đó chúng ta kích vào cái data analysis này cho tôi. Đấy. Các bạn kích vào đây nhá Đấy. Đấy, thì lúc này nó sẽ hiện ra cái ô như thế này. Nó ra cái bảng như thế này. Đấy, ra cái bảng như thế này. Và chúng ta sẽ tìm ở trong này đến một cái. Đấy, chúng ta sẽ tìm đến một cái nó có tên là sampling. Đấy, sampling. Đấy, tôi cho to ra này cho các bạn dễ nhìn nhé. sampling nhé. Sau đó chúng ta kích. Chúng ta chọn sampling. Sau đó chúng ta kích OK. Đấy. Click OK. Đấy. Thế thì lúc này nó sẽ cho phép chúng ta là lựa chọn ngẫu nhiên trong cái bộ số liệu này của chúng ta đúng không? Ngẫu nhiên trong cái danh sách 100 cái trường hợp này. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ cần phải đưa cái con trỏ chuột vào vào phía trên này nhé. Vào cái ô là input này. Input này. Đấy. Đưa vào cái ô này nhé. Đưa vào cái ô này. Đấy đưa con trỏ chuột vào input này sau đó chúng ta chọn cái khoảng số liệu của, của chúng ta Đấy, chúng ta chọn này Đấy. Đấy, chọn đến 100 đúng không, chọn đến 100 rồi thì lúc này nó đã báo ở đây là gì là mình đã chọn cái số liệu từ A1 cho đến A100 ở đây cái chữ Label này nếu mà chúng ta có cái nhãn ở phía trên thì mình mới chọn còn không thì, thì mình để không nhé sau đó thì là đến cái gọi là gì, chỗ này nó gọi là Sampling Method tức là cách mà mình lựa chọn thế thì mình sẽ có hai cách lựa chọn một là gì chúng ta sẽ chọn theo theo khoảng đúng không? Tức là nếu mà trong lý thuyết ấy, thì khi mà các bạn học ấy, thì nó sẽ có hai loại đúng không? Ngẫu nhiên đơn và ngẫu nhiên hệ thống. Đấy. Nếu mà chúng ta muốn là ngẫu nhiên hệ thống thì chúng ta sẽ chọn là cái periodic đây. Thế còn ở đây là tôi đang hướng dẫn bạn là gì? Là làm ngẫu nhiên đơn đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn là vào random. Random nó để ngẫu nhiên ở đây rồi, nó đã để gì nhỉ? Mặc định ở đây rồi. Thế thì chúng ta chỉ cần lựa chọn cái số lượng mà chúng ta muốn muốn là máy tính nó bốc thăm ngẫu nhiên trong 100 trường hợp đấy cho chúng ta đấy Thế thì giả sử như là các bạn muốn chọn là gì là 15 trường hợp chẳng hạn nhé thì chúng ta đánh số 15 ở đấy sau đó các bạn kích OK đấy. ở phía dưới này output nhé thì mình để vẫn để nguyên như vậy nhé nó sẽ ra là new worksheet đấy. thì ở đây mình có thể đặt tên nhé đấy mình có thể là mình ở, ở trên là 15 đúng không mình sẽ ghi là ngẫu nhiên ngẫu nhiên 15 chẳng hạn đúng không 15 đấy sau chúng ta click OK một cái Đấy thì lúc này nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái Một cái sheet mới tức là một cái bảng tính mới và trong đấy nó sẽ lấy ra cho chúng ta 15 Cái bệnh nhân ngẫu nhiên có cái số thứ tự ngẫu nhiên ở trong này đúng không đấy, 15 trường hợp này đúng không Đấy thì đấy là xong nhá Thế giả sử như chúng ta quay lại này chúng ta quay lại đây này chúng lại chúng chúng ta lại tiếp tục vào data analysis này chúng ta lại chọn sampling tiếp này và bây giờ chúng ta không lấy 15 nữa mà chúng ta lấy là lấy là 30 chẳng hạn đúng không? 30 trường hợp. Đấy, thì cũng tương tự thôi mình thay số 30 vào đây. Và cái new worksheet này mình sẽ đổi tên là gì? Là 30 để cho mình dễ phân biệt thôi. Đấy sau đó thì các bạn sẽ kích là là ok. Đấy. Thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái bảng ngẫu nhiên là 30. Và ngẫu nhiên 30 này thì nó sẽ chứa là 30 cái trường hợp mà hoàn toàn ngẫu nhiên dựa vào cái danh sách 100 100 trường hợp đấy. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi